Khán giả phản đối kịch liệt ngôi vị quán quân thần tượng Bolero 2017 của học trò Bích Tới Đàm. Kết thúc sau hơn 4 tháng diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, cùng những tiết mục đặc sắc, học trò Đàm Vĩnh Hưng trở thành quán quân thần tượng Bolero 2017. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh cãi về kết quả của mùa thi năm nay. Cụ thể, nhiều người cho rằng, với chất giọng của Helen Thủy, học trò Đàm Vĩnh Hưng, cô không đủ thuyết phục để bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Đến với đêm chung kết, Helen Thủy thể hiện bản mashup 3 ca khúc Chuyện Tình Không Dĩ Phản, Người Tình Không Đến, Ai Khổ Vì Ai. Bên cạnh phần song ca ngẫu hứng của Bolero cùng huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, nhưng giọng hát của cô không đủ sức thuyết phục khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người thẳng thắn nhận xét khá tiêu cực về Helen Thủy, rằng cô hát không lọt tai, hát dở kinh khủng, và còn có khán giả cho rằng cô là một thảm họa Bolero. Cách hát không ăn nhập, bài hát thì phối rối tung. Một tài khoản chia sẻ, số khác cho rằng chiến thắng của Helen Thủy chỉ nhờ vào fan của Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi nhau bình luận cho cô. Không chỉ vậy, khi vừa kết thúc phần thi đơn ca, một số khán giả bình luận nếu Helen Thủy đạt danh hiệu quán quân thần tượng Bolero 2017, họ sẵn sàng bỏ không theo dõi chương trình nữa vì không xứng đáng và cho rằng có sự sắp xếp kết quả từ trước. Một khán giả viết cô này, mà là quán quân thì mình không tin đây là cuộc thi mà chỉ là một game show thôi, hoặc ngày tàn của Bolero đã tới. Trước đó, khi Helen Thủy thể hiện bản phối hai ca khúc Duyên Phận, Phùng Lá Phi Bay trong đêm thi quyết định top 4 thí sinh bước vào chung kết. Nhiều khán giả thắc mắc học trò của Đàm Vĩnh Hưng hát không hay, thậm chí là phá hit như Quỳnh. Nhưng Mr. Đàm và những huấn luyện viên khác vẫn khen nức nở. Trước những ý kiến trái chiều về học trò, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng bênh vực Helen Thủy. Thần tượng Bolero 2017 vốn là một chương trình truyền hình thực tế, được nhiều khán giả yêu thích thông qua các mùa bởi chất lượng thí sinh ổn, dàn huấn luyện viên có chuyên môn cao và được đầu tư tỉ mỉ chăm chút. Thế nhưng, ngôi vị quán quân năm nay bất ngờ nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Rồi tin đồn ra tới cùng, bỏ tiền mua giải quán quân thần tượng Bolero lên tiếng. Tối ngày 15 tháng 6, ngôi vị quán quân thần tượng Bolero 2017 đã xướng tên Helen Thủy, học trò của Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên trước đó, cô vấp phải không ít sự phản đối từ phía khán giả, cho rằng giọng hát của cô quá yếu và không xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Thậm chí có người còn tuyên bố, nếu Helen Thủy là quán quân sẽ bỏ không theo dõi chương trình nữa. Trước những ý kiến tiêu cực dành cho học trò, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã nghiêm cấm không cho Helen Thủy đọc những bình luận đó trước khi cuộc thi diễn ra, để tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý trong đêm thi quyết định. Chia sẻ về những ý kiến cho rằng Helen Thủy chiến thắng vì lượng fan đông đảo của anh bình chọn, Đàm Vĩnh Hưng mượn câu nói mà anh tâm đắc trong Tiếng Trống Mê Linh của nghệ sĩ Thanh Nga để trả lời ngắn gọn, điều gì hợp với đạo lý dù không ra lệnh người ta vẫn làm, điều gì trái với đạo lý dù ra lệnh người ta vẫn không làm. Về phía Helen Thủy, cô gửi lời cảm ơn đến những khán giả rất yêu mến và ủng hộ để có một ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến sư phụ Đàm Vĩnh Hưng, người đã cho tôi niềm tin vào một con đường đúng đắn. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị trong đội Đàm Vĩnh Hưng vì đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi trong suốt chặng đường vừa rồi. Helen Thủy nói thêm, chia sẻ cảm giác khi nhận những bình luận tiêu cực. Quán quân thần tượng Bolero 2017 cho biết, mình có đọc nhưng sẽ không buồn vì showbiz là như thế. Cô bộc bạch, nếu vẫn có ý kiến trái chiều, tôi sẽ tiếp thu và cố gắng hơn vì những ý kiến đó không bao giờ mua được bằng tiền cả. Hôm nay hay ngày mai, người ta chưa chấp nhận mình, nhưng tôi tin rằng nếu cố gắng hết sức, tương lai sẽ được mọi người chấp nhận. Bên cạnh những ý kiến phản đối về ngôi vị quán quân, trước đó cũng xuất hiện khá nhiều tin đồn về gia thế của Helen Thủy siêu khủng, nên được ưu ái cho ngôi vị quán quân. Trả lời với phóng viên, Helen Thủy cho biết, bố mẹ cô chỉ là những người làm nông bình thường. Sau khi tốt nghiệp 12, đã phải tự mình bươn chải để có thể tiếp tục việc học. Đến khi biết cuộc thi thần tượng Bolero, tôi cũng tự đi thi và không ngờ mình đã đạt vị trí như ngày hôm nay. Nếu khán giả vẫn còn nghi ngờ về gia cảnh của Helen Thủy, tôi sẵn sàng mời mọi người đến thăm nhà để kiểm chứng, Helen Thủy chia sẻ. Ngọc nữ Bolero cũng cho biết, đối với số tiền thưởng có được từ chương trình này, cô sẽ dùng thực hiện album và MV gửi đến khán giả như một lời tri ân. Tuy nhiên, tôi sẽ để một thời gian sau nữa, vì nếu làm ngay thì vẫn làm được. Nhưng để mọi người nhận mình thì cần phải một sản phẩm hay mới được. Sau khi đoạt giải quán quân, thời gian tới Helen Thủy sẽ chuẩn bị kế hoạch âm nhạc riêng của mình dưới sự hỗ trợ từ huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Hòa Linh diện áo 33 bất ngờ xuất hiện tại chung kết thần tượng Bolero 2017. Tối ngày 15 tháng 6, đêm chung kết thần tượng Bolero 2017 đang diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh huấn luyện viên và những khách mời khác, khán giả cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy nghệ sĩ ưu tú Hòa Linh xuất hiện trên hàng ghế khách mời trong bộ áo 33 giản dị. Nam nghệ sĩ gạo cội cho biết bản thân anh rất yêu thích dòng nhạc Bolero, nên hôm nay đã phá lệ, dành thời gian đến xem và thưởng thức cũng như ủng hộ tinh thần cho các thí sinh trong đêm thi quyết định này. Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ Hòa Linh xuất hiện trong vai trò khách mời của một chương trình truyền hình thực tế.
Không khí tại nhà thi đấu Nguyễn Du hiện đang rất nóng và cực kỳ hào hứng bởi đây là đêm quyết định cái tên nào sẽ bước lên ngôi vị quán quân thần tượng Bolero 2017. Khán giả đã đến chật kín, nhà thi đấu tạo nên một không khí cực kỳ sôi động. Hiện tại, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn đang đảm nhận vai trò giám khảo trong chương trình Gương mặt thân quen 2017 cùng nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Mỹ Linh. Mới đây, anh đã có chuyến lưu diễn hội ngộ khán giả tại thành phố biển Nha Trang. Là người không thích chia sẻ chuyện riêng tư, lên mặt báo, Hoài Linh khiến cho nhiều người yêu mến khi là một nghệ sĩ có tâm với nghề và rất yêu thương ủng hộ lớp đàn em trẻ tuổi. Khoảnh khắc đẹp đêm chung kết thần tượng Bolero, Ngọc Sơn từ sân khấu xuống cúi chào bắt tay đàn anh Hoài Linh. Ngay sau khi biết được sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tại sân khấu đêm chung kết thần tượng Bolero, huấn luyện viên Ngọc Sơn nhanh chóng xuống tận nơi cúi chào bắt tay với anh bốn. Đêm chung kết của thần tượng Bolero 2017 tối ngày 15 tháng 6 tại nhà thi đấu Nguyễn Du đã kết thúc với ngôi vị quán quân thuộc về cái tên là Helen Thủy, đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Cũng tại đây, sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã làm nên sự phấn khích reo hò của khán giả có mặt tại sân khấu. Và khi biết được sự hiện diện của đàn anh, huấn luyện viên Ngọc Sơn đã nhanh chóng xuống tận chỗ ngồi của chàng và bắt tay Hoài Linh. Khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa này đã được một khán giả trong đêm chung kết ghi lại. Hoài Linh là một danh hài được đông đảo khán giả yêu mến với nhiều vở hài kịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Vì thế, sự có mặt của anh bốn tạo nên sự chú ý đặc biệt. Được biết, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tới dự trong đêm chung kết theo lời mời của huấn luyện viên Lệ Quyên. Trong đêm thi, học trò của huấn luyện viên Ngọc Sơn, Hồ Phương Liên thể hiện hai ca khúc lần lượt là Liên Cốt Tình Mẹ và Sến với giọng hát cực ngọt ngào, đúng sở trường Bolero. Sau hai phần dự thi, Hồ Phương Liên nhận được tràng vỗ tay rất lớn từ khán giả theo dõi tại sân khấu và có lượt bình chọn đứng thứ hai trên trang mạng. Sau cuộc thi, không chỉ Hồ Phương Liên và cả huấn luyện viên Ngọc Sơn càng nhận được tình cảm của đông đảo người hâm mộ bởi sự mộc mạc chân thành trên sân khấu và phong cách đậm chất Bolero. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.